thu hoạch trùng thịt tại trang trại trồng quế Củ Chi của công ty trồng quế miền Nam. Thì công nhân sẽ cho trùng ăn trước một ngày, cho ăn loãng từng vệt như thế này, và sau một đêm thì sáng công nhân sẽ lót bạt trải dài theo chiều dọc của trại và xúc cái lớp thức ăn mà hôm qua cho ăn, và toàn bộ trùng sẽ tập trung ở đây để ăn. Xúc một lớp mỏng tầm 5 cm, chúng ta sẽ bỏ ra ngoài trại và tiến hành thu hoạch bằng cách lấy cào cỏ cào cái lớp phân ở trên mặt, đợi trùng nó tập trung dồn lại phía dưới thành từng cụm như thế này. Rồi sau đó công nhân sẽ dùng chổi để quét, quét để tạo tiếng động và dồn toàn bộ phân bề mặt ra một bên. Rồi sau đó trùng sẽ tập trung ở phía dưới đáy bạc và chúng ta sẽ quét thành từng cụm như thế này. Rồi sau đó quét, quét đến khi nào mà toàn bộ trùng xuất hiện, chúng ta sẽ thu hoạch cái trùng này đem đi rửa hoặc chế biến. Đó là một trong những cái kỹ thuật thu hoạch trùng thịt tại những trang trại trùng quế nuôi trong vườn cao su ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đi dạo một vòng để xem những kỹ thuật chi tiết hơn, và mọi thắc mắc, câu hỏi xin vui lòng bình luận bên dưới và tôi Quân Trùng Quế sẽ trả lời giải đáp thắc mắc cho mọi người. Đây là hình dạng bên trong trại trùng. Công nhân sử dụng xẻng xúc bề mặt, tức là cái toàn bộ cái lượng sinh khối mà nhiều trùng nhất ở trên bề mặt của trại, sau đó bỏ bên ngoài đây. Khi trùng nó tập trung thành từng cụm, nó sẽ tiết ra một loại chất nhờn chứa rất là nhiều vi sinh. Đặc biệt đối với những người thường xuyên tiếp xúc với trùng thì cái loại chất nhờn này sẽ giúp cho da tay giữ ẩm rất là tốt. Hôm nay cho quay phim kén nữa nha. Thấy cặp chân trắng quá. Đây, trùng. Này là trùng lai hay gọi trùng ấn, trùng châu Phi. Còn tôi hay gọi trùng này là trùng châu Phi. ANC, African Night Growler. Trùng này là mồi câu cũng rất là tốt. Còn trùng quế thì nó sẽ nhỏ hơn, nhỏ bằng cái tâm. Mỗi loại sẽ có ưu và nhược điểm khác nhau. Đối với trùng quế, nhược điểm của nó là ăn phân thì chậm hơn trùng châu Phi. Tuy nhiên ưu điểm của nó là khả năng thích nghi với điều kiện bất lợi của môi trường rất là tốt, sinh sản nhanh. Còn ngược lại, đối với trùng châu Phi thì nó ăn phân nhanh, tuy nhiên chúng sinh sản chậm và khả năng thích nghi trong điều kiện khắc nghiệt như là nắng hoặc là mưa ngập, nó sẽ nhanh chết hơn so với con trùng quế. Tùy vào điều kiện thời tiết, kỹ thuật và cái điều kiện kinh tế mà chúng ta có thể tiến hành nuôi trùng quế hoặc trùng châu Phi. Cái lớp phân mà sau khi đã quẹt trên bề mặt thế này thì anh em công nhân sẽ xúc và dục vô lại là trùng. Vì trong này có rất là nhiều kén trùng chưa nở, thì nếu chăm sóc tốt thì kén sẽ nở và trùng con sẽ phát triển và sinh sản bình thường. Chu kỳ của con trùng là cứ một tuần nó đẻ một lần, và 3 tuần sau cái kén sẽ nở và trùng chuyển thành. Nó sẽ tiến hành giao phối và chu kỳ của một con trùng, vòng đời của nó từ khi sinh ra đến khi chết đây là tầm 3 đến 5 tháng tùy vào điều kiện nuôi. Thì đó là toàn bộ giới thiệu tóm tắt về kỹ thuật thu trùng và trùng thịt tại Củ Chi. Mọi nhu cầu và thắc mắc xin vui lòng số điện thoại bên dưới clip này. Chúc bà con vụ mùa bội thu và phát triển một nền nông nghiệp bền vững.